một ngày trước vòng bảng mùa xuân 2020. Mọi người hỏi tôi đánh giá về Box Gaming. Tôi trả lời họ ít nhất sẽ đạt top 3. Vẫn là một ngày trước vòng bảng mùa hè. Vẫn câu hỏi đó, tôi trả lời Box Gaming sẽ nằm trong top 3. Nhưng đến với mùa đông năm 2020, sự thật dù mất lòng, nhưng Box Gaming không còn là một ứng cử viên vô địch nữa. World Series 2019, Team Flash đại diện Việt Nam tham dự và giành về top 6. Trong các video, thường thì tôi sẽ bắt đầu từ đấu trường sinh tồn, nhưng tại sao video này tôi lại đi từ một giải quốc tế? Vì có một câu hỏi được nhiều người vẫn đặt ra, nếu ngày đó Box Gaming hay tiền thân là Refire đại diện Việt Nam đi quốc tế, thì liệu kết quả có khác? Nhưng chuyện nếu ấy thì không bao giờ xảy ra được cả, vì Refund tại đấu trường sinh tồn 2019 đã về thứ 3 rồi, và vé đi Brazil chỉ dành cho quán quân mà thôi. Nhắc về điều này chỉ để cho mọi người thấy rằng đã có một Box Gaming hùng mạnh như thế. Box Gaming vẫn về hạng 3, nhưng được so sánh với đội hạng 1. Ở thời điểm đấu trường sinh tồn 2019, Refund Free Fire là thế lực được đánh giá còn nhỉnh hơn WAG 2019 vài phần. Họ có cho mình đội hình trong mơ với những Thanh Nhã, VTB, Vèo, Mistake và đứng sau lưng là huấn luyện viên Mắc Cái. Đến với ván thi đấu thứ 6 trên 7 tại trận chung kết, họ vẫn đang có top 1 và cách top 2 tới 250 điểm. Và tấm vé dành tới Brazil đang khắc dần tên họ rồi. Và đúng, tấm vé đó đang khắc dần chữ Free Fire. Còn đằng trước thì không phải là Refund mà là King of. King of Free Fire có ván thi đấu cuối cùng xuất sắc, lội ngược dòng Refund trong sự thẫn thờ của dàn sao cũng như người hâm mộ. Thời điểm đó, mọi người chốt lại về Box Gaming là chủ quan. Đến với đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020, qua những gì đã thể hiện tại đấu trường sinh tồn 2019, Box Gaming nghiễm nhiên là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Và họ cùng Hà Nội Team tạo nên một cuộc đua vòng bảng hấp dẫn đến từng giây phút. Nhưng với phong độ quá khủng khiếp của mình thì Hà Nội Team có cho mình top 1 tại vòng bảng. Nhưng Box Gaming vẫn xếp cho mình vị trí khá cao, đó là top 2, để có những lợi thế lớn trước khi bước vào chung kết. Nhưng bước vào tới chung kết thì người ta không thấy bóng dáng của Box Gaming trong cuộc đua vô địch nữa, mà thể hiện quá nhạt nhòa khiến Box Gaming không thể theo kịp kỳ phùng địch thủ Team Flash và đặc biệt là V-Gaming, quán quân của mùa xuân. Lúc này, người ta bắt đầu hoài nghi về sức mạnh của một Box Gaming từng càn quét tất cả. Và chốt lại là hụt hơi. Đấu trường sinh tồn mùa hè 2020, ngay từ đầu giải thì niềm tin của những người hâm mộ dành cho Box Gaming càng lung lay khi Mistake, một trong những người chơi hàng đầu của giải đấu, không còn thi đấu cho đội tuyển này. Và vấn đề lộ rõ với Box Gaming, sau khi tuần thi đấu đầu tiên kết thúc, Box đứng thứ 18, một con số có lẽ trong mơ cũng không ai tin được. Và đến tuần thi đấu thứ 2 và thứ 3, dù thứ hạng có được cải thiện, lần lượt là top 15 và top 10. Thế nhưng chúng ta đang nói về Box Gaming, một đội tuyển đáng lẽ luôn phải tìm thấy khi các bạn đọc đến top 6. Và niềm tin thắp sáng trở lại khi Box Gaming tung ra tân binh mới, Ken, để cùng Thanh Nhã tạo nên một cặp bài trùng. Họ có một tuần thi đấu chấn động toàn bộ đấu trường sinh tồn khi có cho mình 3 top 1 và 1 top 2. Ui! Đi về top 10 rồi, một pha bẻ góc cực kỳ tốt đến từ vị trí của Thanh Nhã. Nhưng cứu được, thời điểm này cứu được. Vâng, Bintu của V-Gaming. Bintu! V-Gaming đập lại với cái top 1 và Thanh Nhã một pha solo. Và sau vòng bảng, Box Gaming có cho mình top 4 khi họ dường như chỉ cần thi đấu 3 tuần cuối cùng là 4, 5 và 6. Bộ khung Nhã, Hen, VTB, Ryuk được thiết lập và kỳ vọng rất nhiều cho chung kết. Nhưng một lần nữa, kỳ vọng thì vẫn chỉ là kỳ vọng. Người ta nhắc tới trận chung kết với sự áp đảo toàn diện của V-Gaming. Người ta nhắc tới MVP Kim Chon, nhưng mọi người không nhắc tới Box Gaming như trước đây nữa. Vì lần này, Box dừng lại ở vị trí thứ 7. Thất vọng không? Có chứ. Nhưng nhiều như trước hay không thì chắc chắn là không, vì người ta cũng không còn đặt quá nhiều niềm tin vào chiếc hộp tử thần như trước đây. Quá khứ là thứ không thể quên đi, nhưng cũng không phải thứ chúng ta có thể bám víu vào mãi được. Chúng ta cần phải nhìn nhận vào thực tế và tương lai. Box Gaming không còn là một thế lực mà các đội cần phải quá dè chừng như trước nữa. Giờ thì vòng thăng hạng lại kết thúc, Box Gaming lại áp đảo tất cả và giành một vé tới vòng bảng của đấu trường sinh tồn mùa đông 2020. Hy vọng lại được thắp lên, nhưng đừng để mùa đông này lạnh tới mức dập tắt ngọn lửa hy vọng đó, hay là chiếc hộp bao bọc cho ngọn lửa của người hâm mộ. Và còn một ngọn lửa nữa quan trọng hơn tất cả, Box Gaming đã đến lúc các bạn tự thắp lại ngọn lửa của chính bản thân mình rồi.
Đấu trường sinh tồn mùa đông 2020, tuần thi đấu thứ nhất diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 12 và 13 tháng 9 trực tiếp trên YouTube Huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports. Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo của Huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin và những trận đấu esports đỉnh cao.